cành này, để sang năm cắt này. Cái cành to không? Đấy. Dẹp liền. Đây này, anh với cưa cắt cái cành này này. Đây, cành này này. Đó. Anh này cắt để hôm sau này, mở cái kéo này ra, đưa lưỡi cưa đi cắt. Lấy cái cào, cái này chẳng cắt được rồi. Bóp mạnh này được rồi, đúng không? Sầu riêng cũng cắt như vậy, cành này kéo này phải không? Cắt thật quen. Cũng cắt tỉa cành nhá, đợt này tháng 5 mùa khô nữa là người chờ cái gì ngoạch nó. Đó là bao nhiêu năm là thu hoạch xếp? 12 năm á. Được 5 năm rồi đây. Vâng. Đây lại đây. 12, 13 năm, 15 năm gì cũng được nhưng mà quan trọng là giá trị nó có. Vâng. Có tương xứng hay không chứ. Đắt lắm, giờ vẫn mấy triệu ký ấy. Ừ. Trong đó được nó lâu mà, nên là nên cái giá trị của nó. Được triệu ký là được rồi. Đúng rồi, triệu ký thì chắc chắn rồi. Đây anh. Anh lên đây anh chắc cái cành kia là được đấy. Cái cành đây nhìn nhìn nhé. Đó, có mấy cái hai cái cành nhá. À, cành to đây. Đúng rồi. To thôi đến đây. Chiều ma để cưa cái cưa đi. Nhớ cái nhá. Này bây giờ nói được. Đấy, bây giờ em chỉ anh là biết nắm được rồi đó. Rồi. Như thế là cái thân nó sẽ lên. Anh tính làm sao độ thoát thân của nó từ đây. Đấy phát quả lần sau để ý đừng về này nữa đây. Từ đây mà lên nó được khoảng hơn 3 mét là ok rồi. Rồi. Cái thoát thân của nó đấy. Nhá. Đây đây cây này này lại lấy rễ đi ra này, cái cây này này có những cây to hơn này rồi chứ. Và mùa khô thì anh nhớ rắc nó tí thuốc 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 muối ở đây, thuốc muối ở đây nhá. Rồi đây cái này thì anh tính để thân nào, chắc để thân này chứ đúng không? Ừ, chắc để cái thân này. Ôi, trước mất đọt rồi hả, trước mất mấy bữa không để ý, trước mất cái cành bên kia rồi gió. Thì giờ trong hai thân này thì anh lựa, anh sẽ để lấy một thân thôi. Vâng. Anh tính sao anh tính. Đây, thì khi mà nó già rồi thì từ từ mình cắt tỉa dần, bỏ khỏi bớt mấy cái này ở dưới. Đấy. Thế còn lại nuôi nó lại, sang năm ít năm nữa là lại cưa bỏ. Cưa dần lên thì sẽ rong nó lên. Ờ đấy, cái này đi luôn. Đây, bây giờ sao anh cưa một cái này, tùy anh chọn. Trước cái kia rồi hả? Trước cái kia rồi thì phải nuôi cái này. Để nuôi cái này đi. Đó. Nuôi cái cùng này. Đúng rồi. Nếu nuôi cái đó thì anh phải cưa luôn. Lấy cái thang xuống này mà. Nếu rồi anh xuống thì anh phải cưa vào cái này trước. Rồi. Để với cưa. Làm rồi. Cái cưa đó là lần là một hai lần là ổn thôi. Ừ. Anh kéo thử cái này phải sâu đục thân đập nó đi. Sâu đục thân đây. Sâu đục thân anh không cần phải lấy đâu. Bẻ đập cho nó một cái thôi. Phải không? Sâu đục thân nhưng mà chắc nó đi rồi hay sao? Có khi nó vẫn nằm trong. Anh bẻ vậy nó không lấy không nó mất công. Vào đây nữa rồi. Vẫn còn hả? Đập nó xuống, đập mạnh nó xuống vô cục đá kìa. Chỉ có lấy cái để nguyên để dài đập một khác rồi đập cái là nát rồi. Biết nó nằm ở đâu. Nó ăn vô trong sâu này. Chưa đây nhà mình lại còn đám dỗ à? Vâng. Dỗ nhà ông bên ông anh cọc chèo. Bên kia cho nên là ông kia nay thì được. Anh em giao lưu tí này. Đi đây anh này. Có thể là anh để có cái thân này khả năng đem bên này còn đẹp hơn nữa này. Rồi. Thì cưa cái này đi này. Đưa cái thang xuống. Xịt thuốc cho sầu riêng sâu thuốc đổ hay xịt mà nó vẫn cứ bị đục thân. Chỉ có ấy cho nó một lần thấy nó đâu là mình cứ xịt thuốc sầu riêng là đục quả đồ rồi đó là hay xịt lắm chứ. Có cái hình như nghe nó có cái vườn.